ai vui, nói tổ sanh quế tử lương lan tôn dung bồi sức biệt cao, con đường hai họ vùi đầu đời đời lãng rỡ, trân trọng dạng dẫn. Hôm nay hai con đã được nên vợ nên chồng, nhỏ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng từ lúc sản sinh đến lúc trưởng thành, thì các con lấy làm vinh dự mà được. Có hai loại để thể hiện tất cả tấm lòng tôn kính cha mẹ đã nuôi con với bao tình thương vô hạn, với bao hy sinh lao khổ nhọc nhằn. Hôm nay các con lại hai loại để thể hiện tất cả tấm lòng tôn kính và nguyện rằng sẽ phụng dưỡng cha mẹ với tất cả tấm lòng kính mến, chứ không phải vì bổn phận, chứ không phải vì ý thức về bổn phận như thường đang thường nói, và luôn luôn phụng sự cha mẹ đến tuổi già với tất cả tấm lòng kính mến. Và điều thứ hai nữa, các con nguyện để đem tất cả những sự hy sinh để mà lo cho con cháu của các con sau này có được những tất cả những gì về thể chất, về tâm hồn, về trí tuệ đạo đức cũng như cha mẹ đã lo cho các con ngày nay. Đã có tất cả những tấm lòng quý mến là giúp đỡ, bỏ nhiều thời giờ để giúp đỡ các cháu từ lúc cầu hôn đến lúc thành hôn. Hôm nay hai cháu có hai xá để tờ gọi đáp đền những cái không khó nhọc bên hai, để luôn luôn ghi khắc lại trong thâm tâm những công ơn anh hai đã giúp đỡ cho cháu nên được hôm nay đã hành ra. Yeah.
kỳ giờ để mà tham dự vào buổi chuyện này tổng lễ khai hội hôm nay. Nhà cháu có hai trái để đáp đền, không có nhập để tham dự cả. Thưa tất cả bà con cô bác quý thân thuộc có mặt hôm nay, tất cả hai cháu đã nên vui được gặp gỡ và được tổ chức ngày tổng lễ hôm nay nhờ thân của tất cả đã giúp đỡ từ bếp núc nấu ăn đến việc trang trí trang hoàng cho chú cháu tất cả những người hôm nay. Hai cháu và hai cháu để tỏ lòng biết ơn ghi mãi tấm hành trình của người. Thank you.
mừng cho